Từ nhỏ tới lớn em đi học em không có chơi với con trai. Em chơi với bạn gái không à, nhảy dây nè, đá cầu nè, các trò chơi của con gái không à, chứ em không có chơi. Đi ra đường cũng có chọc. Em thì cái tính em thì kiểu như đi ra đường thì nói chung chảnh. Là cái mặt trên dây điện đó phải không? Cái mặt trên dây điện đó phải không? Nói ra thì chắc mẹ em vẫn biết. Mới tình đầu là lúc em còn đi làm ở Đồng Nai á. Lúc đó là em... như ta? 16 tuổi. Người ta nói... tại sao mày không quen con gái mà lại đi quen BD này nọ vậy đó. Ngày xưa có một người chị ở đầu nhưng mà chị đã mất. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Real Life. Và bây giờ tôi đang đứng ở trong một con ngõ nhỏ ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để đến gặp một nhân vật của chương trình. Đây là một cô đào hát ở trong gánh hát Lô Tô Hương Nam khá là nổi tiếng và tôi rất nôn nóng để gặp bạn ấy. Nghe bạn ấy chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời, về hành trình come out cũng như là bạn ấy đã sinh sống với gia đình của mình ở đây như thế nào. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng đi theo Tuân nhé. Cái con ngõ này khá là đẹp mọi người. Có tường, có phủ rêu, trông rất là hay. À đây rồi. Mọi người, bạn ấy ở đây rồi đây. Anh chào em. Hello anh. Anh đến đây để thăm em với gia đình. Dạ, em mời anh. Dạ, cháu chào cô ạ. Mình ở đây bao lâu rồi em? À, lúc trước là em ở đằng kia, mẹ mới dọn lên đây mấy tháng. Mấy tháng? Dạ. Ở trên gác đấy là chỗ để mẹ ngủ hả? Ở trên gác là không ai ngủ. Hồi lúc trước là em ngủ nhưng mà em đi không mà giờ không ai ngủ. Thôi nhà mình cái chỗ thờ phượng có vẻ to ha. Bự vậy nó mới rộng, nó mới là thoải mái. Còn đây là phòng ngủ. Phòng ngủ của mẹ em. À, phòng ngủ riêng của mẹ. Là ở đây có hai mẹ con thôi. Đúng rồi. Đây là bếp. Đây là bếp. Nấu ăn. À, chỗ nấu ăn. Đường lên gác là đây. Đúng rồi. Hai mẹ con ở đây cũng anh thấy cũng rộng rãi chứ ha. Dạ. Rồi anh chị em của em có hay về đây không? Có. Nói chung là cuối tuần là sẽ về chơi với mẹ. Xong rồi đi. Anh thấy ban nãy có mẹ ở ngoài, bây giờ mình ra nói chuyện với mẹ chút xíu nha. Dạ. Rồi, để đi. Chính thức được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy cùng đón xem các chương trình Come Out, Bước Ra Ánh Sáng, Love Wins, Vì Yêu, Mà Cưới, cũng như chương trình Real Life sẽ được phát sóng trên ứng dụng Netlove. Kết nối tình yêu. Chào chào cô, chào em. Cháu đến từ chương trình Real Life á. Hôm nay cháu dẫn khán giả của chương trình đến đây để nói chuyện với cô và với em. Cô giới thiệu đôi nét thông tin mình cho khán giả biết. Tôi là Trần Bé Tám ở xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Mà bây giờ mình cũng từ lên đây cũng cho con đi làm rồi thuê nhà này cũng ở đây đi làm. Là cô ở căn nhà này được bao nhiêu năm rồi ạ? Mới mướn đây không vài ba tháng thôi. Hồi trước thì ở bên kia thấy trọ chật quá, đi qua đây mướn cái nhà này ở cho nó rộng vậy đó, đặng mình có phương tiện thờ phượng ông bà đồ. À dạ, cho anh biết đôi nét về tên tuổi rồi nghề nghiệp của em nhé. Dạ, tên thì của em là Trần Thiện Nghĩa, em sinh 1998. Nghề nghiệp của em là đi hát lô tô. Tôi là Hương Nam phải không? Dạ đúng. Nghệ danh của Nghĩa là gì? Nghệ danh của em là Mỹ Kỳ. Ai đặt cho em cái tên đấy? Cái tên này thì hồi đó em đi hát, lần đầu tiên em đi hát em không biết đặt tên gì, cái mấy chị đặt cho em xong cái em lấy luôn tên. Cháu gọi là Mỹ Kỳ nha con. Là cô biết Mỹ Kỳ có cái giới tính như thế này từ lâu chưa? Cô cũng biết lâu rồi nhưng mà tại vì ngày nhỏ thì hồi nhỏ thì nó khác, bây giờ ngày lớn nó khác. Cũng như hồi nhỏ nó cũng bình thường vậy đó, nhưng mà cỡ mấy năm nay thì nó phát triển thì nó khác, nó yêu nghề ca hát của nó. Cho nên cô cũng để cho nó tự do cái nghề chọn của nó, tại vì nó đã mang như vậy cũng tội.
cô cũng thấy kệ, nếu mà nó yêu nghề nào cô cũng sẽ cho nó đi làm nghề nấy, chứ cô không có ép nó cái gì hết. Cái lúc trước nó cũng bằng phụ cô, nhưng mà thời gian sau này nó cũng mê nghề ca hát thì nó cũng đi theo nghề vậy đó. Từ hồi Mỹ Kỳ còn nhỏ xíu á, cô có thấy Mỹ Kỳ có gì khác biệt chưa cô? Mỹ Kỳ còn nhỏ là Mỹ Kỳ vẫn bình thường như là trẻ em khác vậy đó. Từ lúc mà nó lớn lên đó là nó đi làm một thời gian sau này nó mới khác. Nhưng mà khi mà cô thấy Mỹ Kỳ đi hát với cái ngoại hình là con gái và cái tên cũng là của con gái luôn đây, thì cái cảm giác của cô như thế nào ạ? Cô nghĩ nó là có ở đây là cùng trời xanh tánh luôn, trời xanh cho nó hết tất cả. Chú là thôi cô hồi lúc nó còn nhỏ là cho nên sống với mẹ không à, đi đâu thì mấy mẹ con đùm bọc nhau sống vậy đó. Cô tới bốn đứa mà, nhưng mà Mỹ Kỳ là nhỏ hết á. Bốn đứa nhưng mà gả cưới hết. Bây giờ Mỹ Kỳ còn người anh nữa đang đi làm đó, hồi chưa về tới. Còn chỉ hai anh em trong nhà thì Mỹ Kỳ bây giờ đam mê cái nghề này thì không lo cho mẹ cha được rồi. Thì còn thằng anh nó thì để lo cho mẹ cha thì lúc nào hay lúc nấy như vậy đó. Thì nói chung ra gia đình cô cũng không có được đầy đủ như người ta quá, thì cũng sao ngày nào cũng sống theo ngày nấy vậy thôi. Còn con cái thì nó mê, đam mê nghề nào thì cô không ép. Khi mà em còn bé, em có nhận ra bản thân của mình từ sớm không? Em thì nói chung là em biết giới tính của em vậy là từ lúc nhỏ. Lúc nhỏ em hay lấy dép của mẹ em, rồi nói chung là lấy giỏ sách, lấy nón, lấy quần áo luôn không ạ? Nhiều khi ở nhà cũng lén lén lấy mặt, nhưng mà càng lớn thì em càng bộc lộ ra nhiều hơn. Cô cũng đi ra ngoài đời, cô cũng thấy nhầm đứa nó cũng vậy. Nhưng mà cha mẹ trong nhà ràng buộc ép con thế này thế nọ thế kia, cô cũng rất là hiểu về cái này. Cho nên cô là không có ràng buộc, cô là mở cái tâm ra là cô không có la gầy nó bất cứ những cái gì. Mỹ Kỳ như vậy từ còn nhỏ đó cô, thì họ hàng của mình hay là hàng xóm của mình có nói ra nói vào gì mình không cô? Ta cũng không có nói gì, tại từ xưa cô cũng khổ quá, cô đi mần hoài rồi mẹ con đi mần vậy. Tới một thời gian sau này lúc về nhìn nó khác là người ta mới biết nó là như vậy thôi. Mấy cô nó lên trên thấy nó như vậy đó, nhìn cười không thôi chứ không có nói gì, không có nói, không có hờn, trách kệ cho con cái nó vui vẻ, thích nghề nào cô chịu nghề nấy. Từ nhỏ tới lớn em đi học em không có chơi với con trai. Em chơi với bạn gái không à, nhảy dây nè, đá cầu nè, các trò chơi của con gái không à, chứ em không có chơi. Thật sự từ lúc nhỏ cho đến thời điểm bây giờ luôn là em không có chơi với một bạn con trai nào luôn. Bạn của em toàn là con gái hoặc là giống em rồi, chứ em không có chơi với con trai. Mình chơi với con gái nhiều quá em. Các bạn trai có chơi chọc mình không? Đi ra đường cũng có chọc. Em thì cái tính em thì kiểu như đi ra đường thì nói chung chảnh. Là cái mặt trên dây điện đó phải không? Cái mặt trên dây điện đó phải không? Không phải là trên dây điện, nhưng mà kiểu như chọc kệ mày, tao đi chơi kệ tao, không quan tâm tới mày vậy đó. Mẹ có biết về chuyện tình yêu của Kỳ không? Nói chung chuyện tình cảm của em mẹ em không biết đâu. Từ nhỏ tới giờ luôn nha, em có quen ai thì em không có cho mẹ biết. Có khi thì nhầm khi nó đi hát thì 5-7 ngày, giờ nó thương ai thì không quan trọng đối với cô. Nó thích ai thì vẫn về nhà bình thường. Nó rất là tự do, vì chỗ trong gia đình là nó tự do lắm. Cả anh em nó cũng không bao giờ nói gì tới nó. Mình thì chọn vẹn em mình nó như vậy thì mình phải thương nó. Chứ anh hỏi Kỳ là với ngoại hình con gái như vậy này, là khi đi hát em mới bắt đầu giả gái để đi hát thôi đúng không? Còn trước đấy là mình vẫn là ngoại hình con trai bình thường. Khi mà em yêu người yêu của em thì bạn đấy cũng là gay thôi mà đúng không? Em thích trai thẳng thôi chứ không thích. À, em thuộc về dạng là người chuyển giới, nhưng mà em chưa có... À, rồi cái mối tình đầu tiên của Kỳ năm mấy tuổi? Mối tình đầu tiên của em thì cũng hơi lâu rồi. Nói ra thì chắc mẹ em vẫn không biết. Mới tình đầu là lúc em còn đi làm ở Đồng Nai á. Lúc đó là em... nhiêu ta? 16 tuổi 16, 17 gì vậy? Lúc đó nó mần ở đó là cỡ đó 15, 16 tuổi. 16 tuổi là vô công ty làm rồi đó. Cho nên đi chung công ty là nó quen với một người ở trong công ty á. Mình cũng nghĩ là bạn bè thôi. Mình thấy con mình chị không có... Cô không có la gầy gì hết. Cô rất là dễ dãi. Nó đi hát phải không? Nó về đây là 3-4 đứa cô cũng vẫn bình thường vui vẻ, cơm nước đàng hoàng. Vậy là mình bỏ ngang cái việc học của mình đúng không? Đúng rồi, em học cũng có lớp 5, lớp 6 rồi em nghỉ rồi. Là lúc đó em đi lên Đồng Nai em làm, thì lần đầu tiên em đi làm rồi một ngày em chỉ được có 35.000 thôi luôn á. Lúc đó đi làm bị ăn hiếp nữa. Lúc đó hiền lắm. Ăn hiếp về mét mẹ rồi ngồi khóc vậy thôi chứ không biết làm. Cái thời gian sau này cái em mới xin vô công ty em làm. Em quen cái người đó được năm mấy. Bên gia đình rồi nói này nói kia về việc
gia đình của bạn kia. Đúng rồi, mấy cô, mấy chú, mấy dì đồ của người đó cũng là ở trong công ty đó. Xong cái người ta thấy như vậy, cái người nói, người này nói này, người kia nói kia, xong cái người ta nghe được. Người ta nói tại sao mày không quen con gái mà lại đi quen BD này nọ vậy đó. Xong kì từ lúc đó cái em cảm thấy nó sao sao, cái em tự rút lui, buồn nhiều lắm, nhưng mà em suy nghĩ là cái buồn nào rồi nó cũng sẽ qua. Tại vì nhiều khi mình có duyên mà mình không có nợ thì tới đó thì mình chấm dứt thôi. Làm sao em có thể tán được bạn ấy kìa? Em cũng không hiểu sao, không hiểu sao tao lại thích em. Cô cho cháu hỏi là kỳ nghỉ học từ sớm á, thì cái quyết định kỳ nghỉ học là của ai ạ? Ngày xưa thì nói chung ra nhà cũng không có cái gì, chỉ đi bằng thuê ăn không à. Rồi lúc đó con cũng còn nhỏ nhỏ không, nó đứa lớn thì đùm bọc đứa nhỏ, đùm bọc ghét đùm bọc hết nổi thôi. Giờ đó là thời gian cũng ngưng nghỉ học để đi mần tiếp mẹ vậy đó, xây chở cho cuộc sống rất là khổ, cho nên nó lăn lóc mấy mẹ con cứ sống hoài như vậy đó. Trên xã hội mình không bằng ai thiệt, nhưng mà trong gia đình nó rất là an nhàn, không có cái gì mà để cho cô khổ cái này cái kia hết á. Công việc hiện tại của em thì em thấy nó ổn hết không Kỳ? Em cũng mới hát được thời gian này, tại vì ngày xưa em cũng hát nhưng mà em chưa có được hát trong Nam á, thì cái đồng lương của em thì nó cũng không có nhiều lắm. Chủ đoàn Hương Nam là Su Su đúng không? Su Su nó dữ dội lắm em ơi. Sao em xin vào đấy được vậy? Cái lúc Hương Nam thi đó anh, cuộc thi Rock Talent đó em là thí sinh trong đó. Xong rồi cái em thi xong rồi nói chung là thì Su Su thấy mới bóc xô em đi nhiều hơn, cái hát nó cũng bấp bênh, có mùa mưa mùa nắng nữa thì em cũng chưa có lo được cho mẹ nhiều. Cô có bao giờ nghe Mỹ Kỳ nói về cái ý định chuyển giới không ạ? Nó cũng mơ ước ý định chuyển giới, nói sau này nó có tiền nó sẽ đi chuyển giới, nhưng mà bây giờ cuộc sống nó rất là khó khăn, không biết chừng nào mới đến có tiền. Thì thôi giờ cuộc sống như vậy, thật sự đúng ra là gia đình cô hồi đó giờ sống về lúc khó khăn là nhiều. Con của cô xây chở một mình ên nó vậy, chứ ở trong nhà cô cũng đâu có mần được đồng nào đâu. Còn Mỹ Kỳ thì đi hát thời gian có khi năm một tháng nửa tháng cũng lo bản thân nó thôi, chứ nó cũng đâu có phụ giúp trong nhà được cái gì đâu. Anh đó đi làm để lo trong nhà, ăn uống hay tiền nhà cửa là một mình nó lo. Chứ nó cũng ham lắm, nhưng mà không biết cuộc sống nó như thế nào mà để có cái đồng tiền mà để đi chuyển giới đi thằng. Làm con gái đây. Giờ bình thường thì công việc trong nhà của mình á, là nấu nướng giặt giũ là ai là người lo? Cô làm hết. Cô ăn chay thì chị mình không làm đồ mặn được thì cô cũng phải làm gì, chứ cô đâu có niêm nếm gì, cô cứ để đó mà mặn thì ăn, mặn lạc thì ăn lạc. Nhiều khi làm đồ ăn không, em về em ăn mà em không muốn ăn luôn thì rồi cái có khi á là nó về nó thấy làm đồ ăn mệt mỏi thì thôi nó ăn tương với cô luôn. Dạ. Cháu chỉ muốn rủ Kỳ đi chợ đó để hôm nay thử mình nấu ăn chay xem nó như thế nào. Có ăn chay không? Dạ, cháu ăn gì cũng được, cháu dễ lắm. Vậy giờ cháu xin phép cô ngồi ở nhà nghỉ ngơi một chút. Hai bạn cháu đi chợ với nhau một tí xíu nha cô nha. Vâng. Dạ, dạ. Từ đây ra chợ xa mà không? Cũng 500 thước à. Phải đi qua một cái con lộ lớn. Kìa mẹ hỏi có lấy điện thoại hay không kìa? Không có. Rồi mình đi hoài vậy rồi cơm nước nhà cửa mẹ ở có mình hả? Mẹ em ở với anh em nhưng mà anh em cũng đi làm vậy đó. Em thì em đi nhiều khi tuần 7 ngày hay gì đó em mới về, chứ không phải là em đều lại. Có bao giờ mẹ trách là sao con đi hoài không? Không có ở nhà với mẹ ăn cơm với mẹ không? Mẹ em cũng buồn á, nhưng mà mẹ em không có nói. Tại vì mẹ em sợ em buồn hay sao. Em thấy... anh thấy mẹ thương con rất sợ luôn. Nhiều lúc em cũng khùng khùng trả lời nhiều cái. Xong cái mẹ em ngồi khóc. Cũng kiểu mẹ mắng mắng xong rồi mình hơi kiểu nóng nảy đúng không? Đúng rồi. Hôm nay em định nấu món gì ạ? Em hả? Hôm nay em định nấu... giờ nấu chay em cũng biết nấu gì luôn á. Chứ bình thường ai nấu? Bình thường thì mẹ em nấu. Dạ, em chào chị ạ. Thế em chọn món nha, tại em không biết là ăn chay sẽ ăn cái gì nha. Được, để... Sau này bán toàn là đồ mặn không ta? Đi vô chợ cũng hơi... Rồi em dẫn đường nha, tại vì anh không dành đường chợ này. Chưa hết anh ơi, em không thấy chỗ nào bán đồ chay hết trơn. Cô ơi, cho con hỏi ở đây bán đồ chay đâu vậy cô? À, đồ chay làm sẵn hay là chưa làm? Chưa làm á cô.
Cảm ơn quý vị bà. Con đi bán đậu hũ. Dạ. Con cảm. Dạ dạ con cảm ơn. Con cảm ơn Phương. Ủa này mình đang quay phim hả? Dạ. À, đây có bán đậu hũ này. Đúng rồi đúng rồi. Ở đây nè anh ơi. Ở đây nè. Ừ thế mua đi. Coi bán cho con 3 miếng đậu hũ. Dạ. Với lại 2 miếng chả. Mua rau ở đây luôn hả? Bây giờ nấu, bây giờ xào hay là nấu canh ta? Cô ơi, có cải không? Để xanh đắng không cô? Là tí về em nấu đúng không? Em nấu, rồi được đó. Thế thôi đúng không? Ăn chay rất là đơn giản. May quá. Ôi ôi. Dạ được rồi cô. Cái này 30, cái này là 40. Vâng, 40.000. Hôm nay dẫn mọi người, dẫn khán giả đi chợ nhanh gọn lẹ. Rồi đi về nào. Rồi mọi người đi về cùng với bạn Tuân nào. Bây giờ thì trời bắt đầu mưa rồi. Vừa kịp lúc đi chợ xong. Mẹ có hay ăn cơm em nấu nhiều không? Có. Mẹ nói chung là cũng ít khi nào em nấu. Có nấu mà ít khi nấu. Thì trong lúc Kỳ đang ở dưới nấu ăn thì cháu có một vài điều muốn hỏi. Bình thường là mình ở nhà sinh hoạt và ăn uống một mình thôi ạ. Tại vì Kỳ thì thường đi xa. Kỳ thì đi hoài, ít có về nhà, có khi lâu lâu về một ngày hai ngày đi nữa. Dạ, cái công việc của Kỳ phải đi nhiều như vậy ạ, thì cô có lo lắng nhiều không cô? Cô thấy nó cũng lớn lên rồi, nó cũng hiểu biết rất nhiều thôi, cô cũng không lo gì. Đi cả tuần không về nhà thì điện hỏi thăm vậy. Cô dái cho nó làm được cái công ăn việc làm gì cho nó ổn định để sau này nó còn phải có tương lai. Chứ nếu mà nó đi hát như gì hoài, cô thấy nó không có cái gì hết trơn. Cô nghĩ cũng như là nó như vậy phải kiếm công ăn việc làm cho ổn định để sau này có một cái cơ sở gì mà nó làm nuôi cái bản thân nó cũng được. Thí dụ như mưa gió như gì không hát được thì nó cũng không có tiền xài, có lắm lúc cũng không có tiền xài nữa. Dạ. Ở trong nhà thì cũng không có tiền mà để cho nó sắm sửa bất cứ những cái gì mà nó muốn á. Dạ. Thì nó cũng đi hát như vậy rồi nó lấy cái đồng ngân của đó rồi nó sẽ đi mua thế này thế nọ thế kia. Chứ thật sự đúng ra là người ta có tiền là lúc người ta đi hát là người ta sẽ đầy đủ hết tất cả. Còn như Mỹ Kỳ thì trong nhà cũng không có tiền, cô cũng không có cho nó được cái gì. Bữa nãy khi mà Mỹ Kỳ nói về chuyện tình cảm á, cho thấy gương mặt của cô kiểu thay đổi thái độ. Cô hồi đó ha, thì nói chung ra cô lúc đó là cô cũng đi làm chung với Mỹ Kỳ à. Cho nên cô cũng thấy là sống cũng như anh em bạn thôi. Tại vì nó cũng ít đi chơi đêm lắm, về nhà thì cũng lo lam lũ với mẹ cha ở nhà thôi. Cho nên là nghĩ cũng như là bạn bè thôi. Nhưng mà ngày Chủ nhật thì nó ưa lại đằng đó chơi lắm. Chứ ít có đi đâu chơi mà xa hay này kia gì đó. Cũng ở gần chứ không có xa. Nếu mà cái duyên số nó như thế nào thì cũng phải chịu vậy thôi. Về việc chuyển giới của Mỹ Kỳ, ngoài cái việc kinh tế mình chưa đủ để đáp ứng thì cô còn lo lắng gì về cái việc chuyển giới? Cô thấy nó ham như vậy thì cô cứ nói hoài. Cô nói con suy nghĩ cho kỹ đi, để sau này có việc gì sẽ hối hận cũng không có, không còn. Cô cũng thấy nhiều người ta làm cũng không đạt hành á. Cô cũng sợ, nhưng mà cái ý của nó thì nó nói nếu mà nó mần khi nào có tiền nó sẽ đi chuyển giới, nó làm con gái. Cháu thấy là em chưa có người yêu á, là do em chưa hoàn toàn tự tin với lại bản thân mình. Cô có cảm thấy thương em vì em vẫn còn chưa tự tin về bản thân của mình không? Cô lúc nào cũng sĩ nghe thấy nó thì tội nghiệp, nhưng mà bây giờ cô cũng không có cái gì mà để giúp cho nó được như vậy. Thì cô cũng dái sau này nó mần để có tiền đi rồi nó sẽ theo ước nguyện của nó. Thì khi mà em xa nhà nhiều như vậy ạ, thì em có chia sẻ với mình về những cái khó khăn trong cái quá trình làm việc của em khi mà xa nhà không cô? Điện về hoài cũng thấy mẹ ở nhà nên tội nghiệp buồn. Nhưng mà cái nghề nghiệp của nó thì ít ở nhà được. Cũng như là nó đi ở cùng chung, cũng như là cộng đồng của nó ở chung một chỗ như nhà giờ này nó không ở nè. Nó sẽ đi ở chung dưới đâu cũng 5-7 người vậy đó. Rồi cái nó vui vẻ thì lúc nào nhớ mẹ thì chạy về thăm chút vậy đó. Chiều trưa đi. Nhưng mà không có đi xa, cũng đi vòng thành phố trở về.
Có khi hát Cần Thơ thì 4-5-6 ngày mới về. Về rồi không có ở nhà, về bữa chứ đi chiều là đi. Chân đi hả cô, là ở nhà là không vui hả? Đúng rồi. Tại vì ở nhà đi có mẹ không tối ngày gì nè. Cúng quải kinh kệ không nghe, làm gì mà được vui. Bước ra ngoài đường thì gặp anh em bạn thì cùng chung nghề nghiệp anh em của nó thì xúm lại thì nó có cái sự vui vẻ hơn. Thì cô cũng đâu có ép. Có bao giờ em nấu cơm cho mình ăn không ạ? Tại vì nó bung ba như vậy cô á thì nói chung ra thường ngày thì sáng nào cô cũng nấu cơm để cúng cơm chay trên củ quyền hết á. Nó về thì có khi nó phụ thì nó phụ, không phụ cô cũng vẫn nấu cho nó ăn luôn. Vâng. Cháu cũng đang rất là tò mò, rất là háo hức để được ăn bữa cơm chay của nhà mình á. Không biết là em nấu đến đâu rồi nữa. Ăn chay thì mình nghĩ là nếu mà mình có căn duyên với Phật mình mới ăn được. Chứ nếu mà người không ăn được thì không ăn được đâu. Vâng. Để cháu thử ăn xem tí nữa cháu có duyên không? Đây là bữa cơm chay. Em hay nấu ăn cho cô ăn không ạ? Có. Sao mặt cô có vẻ ngập ngừng ngập ngừng? Mỗi lần em nấu ăn cô thấy ngon không cô? Ngon. Hết trả lời cái câu ngon. Ngon mà anh thấy bất an ghê luôn. Cái bữa chay nào là mình cũng chỉ bao gồm những cái thứ như này thôi hả? Tùy ha. Thí dụ như mình có thời gian thì mình nấu nhiều hơn. Mà cái thực đơn chay của nó phong phú không em? Cũng nhiều món lắm. Có thể làm hủ qua hầm nè, rồi thịt kho đủ thứ. Mà em biết nấu hết không? Hay là em chỉ nấu như này thôi rồi? Biết, em biết nấu nhưng mà quan trọng là nó có ngon hay không. Nhân bữa cơm cho anh hỏi là cái cơ duyên nào làm cho em đến tới Hương Nam nhỉ? Là em thi chương trình đó. Đúng. Nhưng mà phải có ai giới thiệu cho em hay là chỉ cho em cái đường hướng nào để bắt đầu đi hát lô tô trước khi thi Got Talent của Hương Nam chứ hả? Ngày xưa em nói chung em cũng là fan của Hương Nam, xong là em mới thấy được thi. Cái em mới vô em thi xong mới gặp được mẹ Tâm Thảo. Mẹ Tâm Thảo mới chỉ cho em này kia vậy đó, xong mới từ từ em mới hiểu rồi, xong cái em mới đi lên từ từ. Tâm Thảo còn trẻ mà sao em kêu Tâm Thảo là mẹ? Gọi mẹ là cũng như là trong nghề thôi, tại vì là người đi trước là mình sẽ kêu là mẹ. Tại vì mẹ Tâm Thảo đấy, đi hát 10 năm mười mấy năm. Người nào đỡ đầu cho em để em đi vào cái nghề đó? Ngày xưa có một người chị đỡ đầu nhưng mà chị đã mất. À, chị đã mất rồi hả? Là bị bệnh hả? Chị đã bị bệnh. Từ đó giờ con cũng đi hát nhiều, nhiều khi con cũng không có ở nhà. Thì nói chung là con đi thì con đi, nhưng mà con cũng nhớ tới mẹ. Con không biết mẹ có nhớ con. Mẹ nào nghĩ sao mà mẹ nuôi bên lớn mà không nhớ con mà nó hỏi gì á. Sẵn chương trình đây con xin gửi lời cảm ơn tới mẹ đã cực khổ nuôi con đến bây giờ. Hiện tại thì con chưa có thể lo được cho mẹ, nhưng con hy vọng tương lai con sẽ lo cho mẹ được cuộc sống tốt hơn bây giờ. Mẹ cũng mong con sao mà có sau này được ổn định, mà sao mà cuộc sống được có đầy đủ như người ta vậy là mẹ vui vậy. Không cần tiền bạc cho nhiều, nhưng mà cho được tình thương là quý rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn em đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện có ý nghĩa về cuộc sống của mình. Hy vọng là tình cảm của hai mẹ con lúc nào cũng khăng khít, yêu thương nhau, và cuộc sống của mình, công việc của em nó sẽ ngày càng tốt lên. Để em có thể giúp đỡ mẹ được nhiều hơn, để mẹ có thể an tâm để đi theo con đường đạo của mình. Cháu cảm ơn cô. Và chương trình Real Life ngày hôm nay thì xin phép được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Real Life này, và hy vọng là mọi người sẽ cùng đồng hành, theo dõi và ủng hộ chương trình ngày càng nhiều hơn nữa. Bây giờ thì Tuân xin chào và hẹn gặp lại.